gì thú vị cả. Đúng vậy đó, chán quá đi. Chà, nhìn kìa, tớ tìm ra vài thứ hay ho rồi. Chà, cậu cũng thấy chứ. Xây ngôi nhà của riêng mình sao? Dễ như ăn bánh vậy. Đúng, chúng ta sẽ xây ngôi nhà của riêng mình. Xem chúng ta có gì này. Tớ cũng tìm được vài thứ rồi nè. Chúng ta cần tìm chỗ để xây nhà nữa. Đi thôi nào. Có lẽ chúng ta có thể xây cabin trong bếp đó. Đúng vậy, nhưng mà còn thiếu cái gì á. Cậu thấy thế nào về ngôi nhà ngay trong phòng ngủ? Không, tớ không thích đâu. Chà, đúng là địa điểm lý tưởng luôn nè. Đúng vậy. Ồ, mưa rồi. Ô không, chạy nhanh thôi nào. Theo tớ nè. Trời ơi, cơn mưa ngu ngốc làm bể kế hoạch hết trơn rồi. Có vẻ như chúng ta phải chờ đến khi thời tiết tốt hơn rồi đó. Đúng vậy. Chờ đã, giường ngủ nè. Đúng là nơi lý tưởng để xây nhà. Mình sẽ có tới 2 tầng luôn đó nha. Nhà trong phòng trẻ con sao? Tớ có thể tưởng tượng nó sẽ tuyệt như nào đó. Bất kỳ công trình nào cũng cần bạn thiết kế trước. Bạn thiết kế sẵn sàng rồi. Ta có thể xây nhà cao lên ở đây nè. Đúng ha, chúng ta cần cầu thang nữa. Bắt tay vào làm thôi. Xây nhà đi nào. Có vẻ như ta cần thay đổi vài thứ ở đây. Ô không, khoan, sai chỗ mất tiêu rồi. Sập mất thôi. Giường sắp sập rồi nè. Su à, bạn ốc lại đi. Thả ra đi nào Jen à. Xong rồi đó. Thật không dạ? Tớ sợ á nha. Nào, bê đến đây đi. Chỗ này. Thả ra nào. Được rồi, tuyệt vời. Chúng ta đúng là một đội mà. Cái đệm có vẻ kiếm chỗ quá đi à. Nào, đi thôi. Chúng ta không cần chúng nữa. Tháo ra thôi nào. Su à, cậu đâu rồi? Tới đây nè, xin chào. Chúng ta cần xây tầng nữa. Tất nhiên là vậy rồi. Tớ đến đây. Tuyệt. Cẩn thận đó. Có hơi nặng nhỉ. Tuyệt quá. Như thể nó được tạo ra để đặt ở đây vậy. Đến lúc lấy số đo rồi. Xong xuôi. Chúng ta cần dựng khung nhà trước khi xây. Jen, vật liệu xây dựng đã sẵn sàng rồi. Bắt tay vào làm thôi. Yeah, tầng 2 cao hơn một chút rồi đó. Tuyệt, đưa cho tớ nào. Chúng ta phải ráp lên trên đó. Không, tớ không mới tới. Chờ chút nha. Tớ sẽ giúp cho cậu một tay. Đứng lên lưng tớ nè. Ồ, không dễ như mình nghĩ. Su à, đừng di chuyển nha. Ô không, cứu với. Đau quá đi à. Chúng ta cần có cái thang. Tớ nghĩ tớ biết chỗ lấy rồi. Nè, chuyện gì thế? Đây rồi. Cậu thấy cái thang này sao hả? Yeah, chuyện nhỏ thôi mà. Kiểm tra thử xem nào. Xong. Đưa cho tớ thanh còn lại nào. Tuyệt. Quan trọng là chúng phải khớp với nhau. Đây, tới cậu đó. Xong. Chúng ta làm được rồi. Ok. Tới phía sau nè. Chúng ta phải đo mọi thứ. Đến lúc dựng nóc rồi. Cậu nói đúng rồi đó. Chúng ta cần thêm ván ép. Còn phải nói, chúng ta làm được rồi. Dễ thật đó nha. Tớ thích rồi đó. Nhanh lên nào, tớ đợi nè. Hoàn hảo. Vừa thích luôn nè. Yeah, chúng ta sẽ sớm có nóc nhà thôi. Đừng quên bức tường nha. Tuyệt vời. Cậu làm tốt lắm. Tớ thử được chứ. Xem nào. Tuyệt quá đi à. Chúng ta giỏi quá. Chào Su. Tuyệt vời. Chuyên nghiệp quá đi. Tớ nghĩ chúng ta thêm chút màu sắc ha. Được đó. Tớ chuẩn bị xong rồi nè. Màu nắng là lựa chọn tuyệt vời ha. Màu sắc tươi sáng thật đó. Sẽ vui lắm đây. Cậu thích chứ hả Su? Mình thích lắm luôn. Màu hồng nhạt dễ thương quá. Chúng ta sắp xong rồi. Dễ thương quá đi à. Đúng vậy đó, thích thật đó nha. Giờ thì trang trí bên trong thế nào? Bước 1 là dán giấy dán tường vào nè. Tuyệt quá. Thêm chăn mềm nữa nha. Sẽ đẹp lắm cho mà xem. Yeah, tớ thích sự ấm cúng này quá. Còn thiếu cái gì đó. Đúng rồi, là những bông hoa xinh đẹp. Chiếc hộp này thích hợp để làm chậu cây đó nha. Tất cả những gì mình cần là cưa nó ra thôi. Tớ sẽ sơn chúng. Xong xuôi. Tuyệt vời, đáng yêu thật nha. Gắn chậu cây vào trước khung cửa sổ. Chúng ta cần trồng cây vào chậu nữa. Quá tuyệt. Tớ yêu hoa lắm. Nhân tiện xem nè, chụp vài bức ảnh không? Cười lên. Chờ đã, chúng ta cần chụp toàn bộ ngôi nhà luôn. Được đó, tớ sẵn sàng rồi. Nào, tiếp nào. Và kiểu này nữa. Tớ trông như thế nào vậy hả? Để xem nào. Ôi trời, không thể nào. Có chuyện gì vậy hả? Tớ đậu đại học rồi. Thành công rồi nè, hạnh phúc quá đi. Chúc mừng cậu nha. Chờ đã, còn tớ thì sao? Nhà của chúng ta nữa. Cậu bỏ rơi chúng tớ. Tớ xin lỗi nha, nhưng không còn cách nào cả. Tớ sẽ đến thăm mà. Chà, đến lúc chào tạm biệt rồi. Mình sẽ phải sống một mình trong ngôi nhà này. Chưa đủ sáng. Trông ổn rồi đó. Đèn dây đúng là cách xua tan bóng tối hiệu quả nhất. Giờ thì tốt hơn rồi nè. Tiếp tục thôi. Cắt chúng ra và làm thành đám mây dễ thương thôi nào. Yeah, trông như thật vậy á. Thật kỳ diệu, cứ như trong truyện cổ tích vậy. Trang trí thêm chút nữa nè. Yeah, ổn đó chứ. Kỳ Lân ơi, cậu ở đây nha. Những chiếc gối xinh xắn và không gian ấm áp này. Oh wow, đúng là ngôi nhà trong mơ mà. Dừng lại, không được đâu. Ok, đây sẽ là nơi nghỉ ngơi nha. Treo thêm những ngôi sao nữa này. Yeah, chúng lấp lánh trông đẹp làm sao. Wow, wow. Cái chậu này có vẻ có ích đó nha. Tiếc quá, nhưng mình phải làm thôi. Cưa ra và dán thêm cái chậu nhỏ này ở dưới nữa. Tuyệt. Và mình đã có được một chiếc ghế đáng yêu. Keo nóng dán vải mềm này. Và để ngồi êm hơn, mình sẽ đặt lên một tấm đệm nữa. Háo hức quá đi à. Chắc là ngồi thoải mái lắm đây. Phải, mình có nhà nhưng mà không có bạn. Buồn quá đi. Mình nên có một bữa tiệc ha. Mình sẽ tập hợp mọi người lại. Sẽ vui lắm cho mà xem. Mình sẽ gửi thư mời đi. Càng đông thì càng vui mà. Ok, đợi chút nha. 2 tiếng nữa là đến bữa tiệc rồi. Phải nhanh lên mới được. Chiếc khung này sẽ làm ra trò chơi thú vị lắm đây. Bắt đầu bằng cách dán giấy màu xanh lên. Mình sẽ có được thảm màu xanh nè. Sau đó dán các mảnh giấy này vào góc. Và đặt thanh chắn đã đục lỗ vào chính giữa. Tiếp đến là lấy 2 sợi dây chung. Kéo căng ra và cố định lại bằng kẹp. Cắt phần dưới của chiếc cốc giấy này ra. Đây rồi. Các cầu thủ đã sẵn sàng trên sân. Wow, trò này sẽ vui lắm đây. Mọi người sẽ bất ngờ lắm cho mà xem. Món chiêu đãi mọi người đây rồi. Những chiếc bánh xinh đẹp. Các khách mời sẽ thích lắm nha. Họ đến rồi kìa. Đến lúc họp mặt bạn bè rồi. Quá tuyệt. Ngôi nhà đẹp quá đi à. Mình không biết phải nói gì hơn. Mình muốn ngắm chúng gần hơn. Điên mất thôi. Tớ thích hoa lắm. Ngạc nhiên thật đó nha. Cùng ăn nhẹ thôi nào. Chúng ta có ít món ngon đây nè. Ngon quá đi. Rất là ngon luôn á. Tuyệt vời quá. Mình tự làm đó. Thật hả? Cậu giỏi thật đó nha. Chà, chúng ta chơi trò chơi đi. Tớ có bất ngờ cho các cậu đây nè. Đây là trò khúc côn cầu. Yeah, qua đây Lily. Mẹ, trông cậy vào cậu đó. Không được đâu, tớ không qua được. trò chơi vui nhỉ. Chúng ta cùng nhau chụp hình đi mấy cậu à. Được đó. Nè, tớ ở đây nè. Cho tớ kẹo với được không? Cười lên đi. Và vẫy tay chào nào.